Đến với xứ sở bảy núi An Giang, một vùng đất linh thiêng và huyền bí, có rất nhiều điều thú vị, đặc biệt đó là một ngôi chùa mang tên Chùa Bánh Xèo, nổi tiếng với truyền thống làm bánh xèo chay đại khách thập phương đã gần 20 năm nay. Chùa Bánh Xèo là cái tên được bà con đặt cho Thiền viện Đông Lai với lòng trân trọng và rất gần gũi với người dân địa phương, chùa tọa lạc ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Vào năm 1999, khi thấy các Phật tử từ khắp nơi về chùa, các sư thầy trong chùa đã nghĩ đến việc làm bánh xèo chay để thiết đãi. Và thời gian đầu chỉ làm ít và nhỏ lẻ để Phật tử thưởng thức như một kiểu ăn chơi. Tuy nhiên, ngày càng nhiều khách phương xa đến chùa để thưởng thức món ăn này. Chính vì vậy, từ một vài chiếc chảo đến nay chùa đã có đến hơn 40 chảo bánh và hoạt động liên tục tất cả những ngày trong tuần. Ở chùa có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt có một chú tên là Chí, bị mù hai mắt nhưng có giọng ca vọng cổ rất hay. Phải ăn đã điên gì mười mấy năm nay anh muốn nói với em mà chưa một lần dám nói, đây đến hôm nay thì không còn gì nữa cả khi em. Hãy cùng Túc Đăng TV tìm hiểu những điều thú vị về chùa Bánh Xèo và lắng nghe chú Chín hát cũng như giúp đỡ chú nhé. Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở Thiền viện Đông Lai, một cái chùa được gọi là chùa Bánh Xèo, rất là lạ. Và mình cũng là khách du lịch để Tung Tăng đến đây để có thể là đi vào bên trong để tìm hiểu lý do tại sao cái ngôi chùa này được tên là chùa Bánh Xèo mà bà con rất là quan tâm. Ok, ngày hôm nay là ngày cuối tuần cho nên là ở phía trong chùa rất là đông, và chúng ta sẽ đi vào bên trong để có thể tìm hiểu cái sự tích của ngôi chùa mang tên chùa Bánh Xèo. Hôm nay ngày cuối tuần cho nên là hầu như bà con đến cũng rất là đông. Và ở Tịnh Biên, An Giang thì theo mình quan sát là rất là nhiều chùa chiền. Ông bà bao nhiêu tuổi rồi mà đi chùa? 67 rồi. 67 rồi hả? đây là hai ông bà là dắt nhau đi hả? Ê, con cháu đâu? Nó đây hả? Dạ. Đây. Đi lên đây con kéo tay lên đây. Rồi. Đó. Cảm ơn. Dạ rồi. Đây thì chúng ta đang đứng ở phía trước cổng chùa và có lẽ vào trong kia thì mình chỉ có dẫn các bạn đi xem thôi chứ còn không thể nói trong đấy được, dẫn mọi thứ trong đấy được. Thì bây giờ vào đây mình có mua vé không anh trai? Không mua vé hả? Rồi, cảm ơn. Một cái điều rất là đặc trưng ở miền Tây đó chính là đi vào chùa chúng ta không cần phải mua vé, chúng ta chỉ có vào thôi với cái tấm lòng của chúng ta ha. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong. Vào đây thì các bạn lưu ý là phải để dép ở ngoài để di chuyển vào bên trong. Vị trí chúng ta đến để thắp hương. Mình sẽ đến đầu ngày và thắp hương và cầu xin những điều tốt đẹp và sức khỏe cho tất cả mọi người.
bánh xèo. Ra sau này mình được ăn bánh xèo hả? Có tốn tiền không? Không tốn tiền à? Đây, đây. Vâng, thì theo lời mời của chú Tiểu thì mời mình đi ăn bánh xèo. Nhưng mà mình thì đến đây thì sẽ đi vào phía sau này để nghe theo lời mời của chú Tiểu là sẽ ra sau này ăn bánh xèo. Thì ở đây ăn miễn phí cái bánh xèo, bất cứ ai đến thờ ở chùa đều có thể vào đây ăn thoải mái và không có trả tiền. Đấy, những cái điều rất là đặc biệt ở cái chùa bánh xèo này. Và thưa các bạn, thì quá trình lúc nãy mình cũng đi vào thắp hương nhưng mà mình lại do là không biết tập tục, cũng không biết là như thế nào cả nên là mình quên đội mũ. Mình vẫn theo đội mũ và rất mong mọi người thông cảm. Rồi ok, chúng ta sẽ đi. Ở đây sẽ bán những cái loại sản vật địa phương này, những cái hạt có thể là giúp chữa bệnh rồi làm đẹp các thứ, những vật phẩm mà mua về để làm lưu niệm. À đây còn có một cái trái này mà một số bạn không biết này. Trái này là trái trứng gà nha. Trứng gà đây. Đấy, nó có thể là một số người lại không biết trái trứng gà hay còn gọi là trái lê kima đây. À, nó có một câu hát của ca ngợi về chị Võ Thị Sáu là mùa hoa lê kima nở ấy. Đấy thì mình nhớ là như vậy. Và đây là quả trứng gà. Lâu lắm mới thấy. Ok. Cảm ơn anh Trang. Đây. Chúng ta sẽ đây, phía sau này là sẽ là khu vực nhà vệ sinh cũng như là một số chỗ để các bạn có thể mua những cái món quà lưu niệm. Còn mình sẽ đi hướng nhà ăn bánh xèo. Đấy, chúng ta sẽ ra sau này và thưởng thức món bánh xèo để xem như thế nào. Rất là sạch sẽ luôn. Không gian thoáng mát. Chúng ta sẽ thấy một nhà ăn như thế này, như một căng tin. Và ở đây chỗ làm bánh xèo ở đâu ạ? Phía sau này ạ. Vâng, con cảm ơn ạ. Đây, và các bạn sẽ đi ra sau này với mình để quan sát cái chỗ bà con làm bánh xèo phục vụ cho những người đến đây. Đây, cái chỗ làm bánh xèo này các bạn có thể thấy là một người có thể làm một lần mấy cái bánh xèo một lúc luôn. Đây, chúng ta sẽ quan sát kỹ một tí xíu. Bánh xèo ở đây thì là bánh xèo chay cho nên là mọi người có thể đều ăn được. Tất nhiên là các bạn phải xếp hàng đợi bà con.
Chị đến đây nhiều lần chưa chị? Đến cũng là ở đây, nhà gần đây. Nhà gần đây hả? Dạ. Yeah. Bánh xèo này là mình làm từ cái gì đó? Bột, đậu xanh với lại củ sắn. À. Dạ. Yeah. Đậu hũ. Đậu hũ. Nhiều và các anh này thì làm liên tục luôn, rất là nóng. Dạ. Nóng cực kỳ luôn. Một đổ người hay lắm á. Hả? Anh đổ hay lắm. Hay mới làm được nhiều giờ. Dạ, đổ hay thôi. Một ngày làm chắc là phải mấy trăm nghìn cái. À, mấy trăm cái. Mấy trăm nghìn nữa. Đâu, cái đấy thì cũng tùy số lượng người mình đến đây đúng không? Dạ. Bất cứ ai cũng có thể đến được. Hay, ông nhận rất là hay. Bây giờ thì chúng ta mới biết là tên của chùa là bà con gọi một cách thân mật đó là chùa Bánh Xèo. À, bởi vì đi vào đây thì được ăn bánh xèo miễn phí luôn này. Đấy, một cái món ăn rất là đặc trưng của bà con nè. Đấy, cảm giác mà chúng ta đứng đợi thế này cũng rất là hay bởi vì được như là toát hết mồ hôi luôn. Nóng mà cảm nhận là mấy anh ngồi làm bánh xèo nó quá giỏi luôn. Ai mà vào đây béo ngồi làm ở đây thì chắc là toát hết cả mỡ. Mình ăn bao nhiêu cũng được đúng không chị? Dạ. À, rồi cảm ơn chị nha. Con lấy trước đi, con gái lấy đi. Con lấy để đấy ngại à? Ơi chú ơi nha. Cảm ơn. Vâng, sau một hồi chờ đợi và tìm hiểu thì mình cũng đã có được một phần bánh xèo. Đầu tiên đó là cảm nhận rất là thơm. Chúng ta ra ngoài này. Và cái bánh phía ngoài rất là giòn, tráng, rất là khéo nha. Giòn lắm. Phía trong này là mình thấy là có đậu xanh này, củ sắn này. Đấy. Và bây giờ mình sẽ tự tìm đến một cái bàn bất kỳ để có thể thưởng thức món bánh xèo này. Và do đến đây lần đầu cho nên là mình không biết là ở đây còn có rau dưa nữa. Các bạn đây, ở đây sẽ có một cái đĩa dưa và một đĩa rau, nhìn rất là sạch sẽ và hấp dẫn luôn. Rồi chúng ta sẽ ăn kèm vào bánh xèo. Ở đây. Rồi, bây giờ thì thưởng thức thử xem như thế nào nha. Lần đầu tiên mà cái gì lần đầu tiên cũng không biết gì. Giòn. Chúng ta sẽ cho một tí mắm vào đây. Ở đây thì có mắm, không phải là không biết mắm hay không, bởi vì ăn chay thì chắc là không phải là mắm mà thứ để chúng ta chấm với bánh nha. Thì đấy, bây giờ thì ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ thưởng thức. Và như vậy là cũng đã hiểu lý do tại sao chùa được bà con gọi tên là chùa Bánh Xèo. Một cái tên rất là thân thương. Hầu như là tất cả những người qua đường và bà con đến đây thì hoàn toàn có thể thoải mái để đi vào đây ăn và không có trả bất cứ đồng nào nha. Tuyệt vời của người miền Tây. Thưa các bạn, sau khi chúng ta ăn xong bánh xèo thì thưởng thức xong và có một cái chỗ uống nước và rửa tay cho các bạn luôn. Và ở đây thì sẽ có một cái thùng công đức gọi là cúng đường tam bảo. Thì các bạn có thể bỏ tiền tùy tâm vào đây để hỗ trợ nhà chùa. Cái này tùy tâm nha, không có, bởi vì chúng ta vào đây hoàn toàn là miễn phí. Và xung quanh mình thì khu vực quanh đây, ở những nhà gần đây cũng đến đây để ăn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ để vào đây. Mình chỉ là khách du lịch thôi cho nên là cái không khí ở đây các bạn có thể thấy là rất là đông nha. Đông vui luôn. Tất cả bà con có thể đến ăn hết rau rất là sạch.
Thưa các bạn, thì sau khi mình khám phá chùa Bánh Xèo thì bỗng nhiên đi ra ngoài này lại gặp một chú bị không nhìn thấy đường và có một giọng hát rất là hay. Chúng ta sẽ ngồi gần lại chú để có thể chào chú. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? 52. 52 à? Giờ hai mắt không nhìn thấy đường luôn hả chú? Mù 20 năm nay rồi. Mù 20 năm rồi. Mới mù. Chú có ra vợ con hay là như nào không? Một lần có bà xã rồi, bà xã bà mắt cũng gần 5 năm nay rồi. Thế còn con thì thế nào? Con thì con riêng của bà xã không à, nó lớn hết trơn rồi. À thế à? Chứ không có con của mình. Dạ. Coi như là mình không có đứa con nào hết, mà con là con riêng của bà xã. À, thì con đến đây thì con đứng từ xa và con nghe cái giọng hát của chú rất là hay. Gì đó. Dạ, thì có lẽ về với miền Tây thì cái đặc trưng đó là ca vọng cổ. Con muốn chú tặng cho con mấy bài hát vọng cổ được không? À, cũng được chứ. Được, đúng không? Được. Giờ thì không nhìn thấy nhau nhưng mà có thể là tặng người phương xa một số bài hát gì đó mà vọng cổ. Bởi vì chú có một giọng hát rất là hay. Gì đó à? Dạ. Nên chú ca mấy bài thử con nghe nhá. Con ngồi xuống đây với chú ha. Bây giờ á, xem nghe bài hát gì vọng cổ. Ông thích bây giờ là có cái máy đặng điện gì cho gia đình á, cái máy cũng như người mù á. À. Chị lên tivi á, chị thấy vậy á, ông mới hỏi chị á, bây giờ là thích cái máy mà cho người mù xài. À, cho giống người mù dùng. Như là mấy cậu đi ở trong cái lên mạng á. À. Rồi mấy cậu là cho như vậy đó. Dạ. Yeah. Tại vì ngày qua ông mới hỏi rồi chị với chị. Em hiểu. Tức là nghe bà con ở đây nói rằng là chú tên gì ạ? Tên chín à? Gọi là chú chín thì có nghe thông tin là có một cái máy gì đấy là chú ước mơ và mong muốn có một cái máy để nhìn thấy lại những hình ảnh đời thường mà mọi người ai cũng có thể nhìn hàng ngày. Thì hy vọng qua những cái giọng ca của chú thì chúng ta cũng phần nào sẽ biết đến chú chín và sẽ giúp đỡ được chú. Thì bây giờ chú sẽ hát tặng bọn con mấy bài ca vọng cổ ha. À, trước hết là một câu vọng cổ trước ha. Yeah. Em có nâng ai đừng giỏi quỷ hoài tâm thân chẳng tí thương một đời qua mới vừa hẻ ngộ đừng giỏi bỏ trần gian khi hận quán nặng mang thù sâu chưa trả ai cắn chặt môi nuốt dòng lệ thảm tìm lấy niềm vui được sống ở trên đời. Phải sống trong đào túi ngậm ngùi dù đắng dù cay ngàn sầu gian khổ dù đó hải đường đa lỡ mất một mùa thơm cũng như đại ca suốt cuộc đời cô độc giấc mộng đầu vừa vô cánh bay cao hãy uống cùng đại ca chung rượu để tìm giữa đắng cay một hương vị ngọt ngào. Cái đó là một câu. Một câu. Tại vì sao uống ngay cái nước trà này vô á, cái nó hơi bị khàm cổ. Chứ phải uống được cà phê nước lọc rồi đó. Cái mình ca nó cái giọng nó khác hơn được chút. Thôi bây giờ thì có gì ấy đấy giờ mình lại nghe tiếp mấy câu ca khác. À, nãy chú có ca một cái đoạn mà nói về chú bị mù á. Thì chú ca lại cho con nghe đi, bởi vì nãy con đi ngang qua thì nghe câu hát. À mấy cái bài đó là cái bài của mình tự sáng tác ra. Tự sáng tác ra. Ừ, dạ, nói bài đó là bài tự sáng tác. Dạ. Nói chung là nó cũng nhiều bài sáng tác dữ lắm. Dạ. Ví dụ như mình sáng tác một đoạn vắn vắn để cho khách nghe chỉ xương qua vậy đó. Dạ. Ví dụ như thì thôi để mình ca mấy cái bản vắn vắn mà mình sáng tác trong cái bài ca mù đó ha. Dạ. Cô bác ơi thương cho cảnh người mù đuôi đời lắm nỗi gian truân. Đôi mắt tôi này đã mù lòa là kiếp người mà tôi khổ đau
đôi mắt không thấy được mùa xuân, lòng anh chỉ từ tâm xót thương, ơn cô bác như biển rộng trời cao. Chúc gia đình các cô cầu đầy đủ ấm no niềm vui trọn vẹn của cầu. Hay thật. Nên là lại nghe một câu hát trước nữa. Các gia đình cô cầu đầy đủ ấm no tài lộc thì vô đi đều ăn khang tình dường dàn sự nhi đến cuối năm bắt đầu vui. Cô bác thương cho tờ quyền mù đuôi đi, chùa làm phước cho mù đuôi bất hạnh. Lòng tôi biết ơn cô cầu mày không quên, cô cầu thương cho cành người mù đuôi. Giờ là chú đang sống với ai? Mới nhà ở tầng khu 15 này sống. Nhưng mà hàng ngày là chú ai đưa chú đến đây? Cũng như đây đó thì mình đi bộ được, đi dò đường giết nó quen á. Đi dò đường mình dò bằng cái gậy đúng không? Đúng rồi. Thì khoảng cách từ mình đến nhà là có xa không? Nếu mà đi cậu đi với tôi á thì đi khoảng chừng 2 phút tới à. Còn tôi đi á là khoảng chừng 7 phút. Nó là vậy đó, mình đi chậm á. Mình đi chậm. Đi chậm lại. Và hiện tại là chú đang sống ở hàng ngày chú ở chùa, mình gọi là chùa Bánh Xèo đi. Đúng rồi. Đấy, ở ngay Tịnh Biên, An Giang. Và bây giờ ước mong của chú là sẽ có được một chiếc máy, làm thế nào để mà có cách gì để mà được nhìn được ngoài. Dạ đúng rồi. Đấy, ước mơ đơn giản. Mà tất cả ai đã có mọi rồi, nhưng mà với những người mà bị thiếu những cái phần đấy đi thì đó là giấc mơ lớn nhất. Thì bây giờ hàng ngày chú ăn uống thì nếu chú muốn ăn thì như thế nào chú? Coi như người ta có buôn bán ở đây hàng ngày vậy đó. Ví dụ như mình muốn ăn cơm thì tới cái giờ cơm trưa mình dặn người ta đó. Rồi biết giống như món gì đó, cho người ta đem lại thường cho mình. Thôi giờ ca tặng con một bài hát nữa. Bây giờ tặng câu của vụ án Mã Ngu mà lúc Quách Dương bị mù được không? Dạ được. Cái đó là ta là trong cái chích đoạn cải lương á. Dạ. Con thì không am hiểu nhiều nhưng mà nghe giọng ca hay quá. Dạ. Anh đã bao đêm bao ngày mong ước ta sống bên nhau trong hạnh phúc im đêm. Những ai đã gây cho mối tình tan vỡ, để tình chung thủy nay thành lỡ làng. Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu thứ chân dài ngân hà chức nữ hội ngộ ngũ lan xa hơn một năm dài xa giang. Còn anh với em chỉ bằng giấc mộng khóc thần, vì ai gây canh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi. Biệt về đâu khi đường tương lai mịt mù tâm tối, mà lối đi về không có ngày mai gì người. Sao bữa nay làm như nó coi khổ đó. Hay là con cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe. Thì bây giờ con cũng có một ít ủng hộ chú. Cậu đi về đâu? Dạ? Cậu đi về đâu? Con đi du lịch, con đến đây thôi. Chứ còn con không có, không biết thì vô tình đến đây thì nghe chú mời bà con rồi xin bà con ấy thì con cũng để ý. Cái hồi nãy giờ có khi từ sáng giờ cũng hay hát nghiêu ngao nó cũng khác quá nhiều á. Dạ. Rồi uống nước trà vô thì nó hơi bị đàm khác cái cổ. Chú mà thực ra nếu như mà để mà đi hát bóng cổ thì tuyệt vời luôn, bởi vì giọng ca quá tuyệt vời ấy. Nhưng mà cũng mỗi người một số phận đúng không ạ? Cho nên là mình không may mắn thì thôi cũng không buồn. Hàng ngày ngồi ở đây với bà con, con nghĩ là
hy vọng bà con sẽ giúp đỡ được chú. Chú chín đúng không? À, gọi là con nghe bà con ở đây gọi là chín mù, chú chín đúng mù. Rồi, đúng rồi. Ở ngay đúng chùa danh là chín mù. Chú chín mù ở ngay chùa Bánh Xèo, tỉnh Biên, An Giang. Chú ngồi ở phía bên chỗ bên này. Dạ. Coi như cũng có duyên hành ngộ giữa chú cháu mình có cái duyên hành ngộ để gặp á. Thì chú cũng không biết nói gì hơn. Chúc cháu trên bước đường sự nghiệp của mình lúc nào cũng được thành công trong cuộc sống. Dạ. Và mọi điều thuận lợi như ý của những gì mà cháu mong đợi từ trước đến giờ nhé. Dạ, cảm ơn xin chú. Chân thành cảm ơn giữ cháu. Giữ sức khỏe nha chú. Ừ, cháu cũng vậy. Dạ, năm bây giờ phải cảm ơn cháu. À, hồi nãy người ở đây vòng vòng ở đây là cũng đi chung luôn đấy nha. Dạ, mấy đấy là bạn của con. Dạ, mấy bạn của con cũng đi chung luôn. Gì đấy? Dạ. Thấy thương, thấy thương quá. Ở ngoài thành phố hay là? Dạ, đúng ở thành phố. Gì đấy? Dạ. Rồi con đi nha. Rồi thôi thì cũng bắt tay coi như cũng ai gửi một tấm lòng tình thương mến thương. Dạ. Nha. Có lẽ có những cái có những lúc như thế các bạn vào chùa Bánh Xèo thì mọi người chỉ biết đến là ở chùa Bánh Xèo chúng ta sẽ được vào đây ăn bánh xèo miễn phí. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều điều xung quanh này, có rất là nhiều bà con còn khó khăn và đang còn nằm ở ngay phía bên hành lang đấy. Thì nếu chúng ta có điều kiện thì các bạn nên đến để hỗ trợ cũng như giúp đỡ cho bà con. Đặc biệt thì ở phía bên tay phải của mình, đó phía sau này, thì ở khu vực này thì sẽ có chú Chín bị mù hai mắt. Chú có một giọng ca rất là hay, mình rất là ấn tượng bởi vì bước chân vào đây thì nghe giọng ca của chú rồi. Giọng ca không phải là những cái bài hát mà chúng ta nghe trong các câu vọng cổ, mà chú ca về cái tâm sự của một cái người bị mù. Thì mình rất là ấn tượng và đến tiếp xúc với chú để có thể điều gì giúp cho các bạn ở gần biết hơn về chú cũng như cái ước mong của chú. Cảm ơn tất cả các bạn. Chú hát cái này lâu chưa? Hát lâu chưa? Cũng nếu mà những bài sáng tác thì chỉ mới đây thôi, còn biết hát thì cũng đam mê trong cái nghệ thuật của cải lương rất nhiều. Có đam mê cũng là rất nhiều, tuồng mà cũng tăng cổ thì cũng rất là nhiều luôn nữa. Thế chú nghe là chú hát thôi đúng không? Đúng rồi, nói chung hồi đó là ví dụ như mình chỉ nghe sơ qua vậy đó, là ví dụ như trong cái tuồng cải lương đó là nghe hai lần là thuộc hết trơn trong các cái vai diễn viên của cô chú và anh chị gì ở trong nghề nghiệp của sân khấu cải lương ấy. Là mình rất sáng màu. Nhưng mà thần tượng của chú là về cải lương là ai? Cải lương hả? Nói chung là tại vì rất là yêu thích nhiều người, thành thử ra lái giọng thì cũng rất là nhiều người luôn. Ví dụ như Minh Dương là một nè, rồi tới Minh Phụng nè, với Thanh Tuấn đó, rồi Châu Thanh, Vũ Linh rồi đó. Ví dụ như hát một cái câu nào đó mà của một người nổi tiếng nào đó mà chú thích thì chú hát được không? Được chứ, ví dụ như giờ nếu mà nói gì theo cái yêu cầu thì ví dụ như cái người đó thích cái giọng ca của Minh Dương thì mình hát giọng Minh Dương được. Còn thích giọng ca của Vũ Linh thì mình cũng lai lai nó hơi tương tự như cái giọng của Vũ Linh rồi cũng được vậy đó. Thử đi chú, thử thử cái lớp gì đó ha. Đúng rồi. Tức là mỗi người một tí một đoạn đi. Rồi cửa bản nào một người á không hát lái giọng cho bây giờ uống mình nước uống miếng nước uống rồi. Nước không mới nước sau đây mới uống ạ. Dạ rồi mới uống một miếng nước trà. Dạ. Anh đại ơi làm sao quên được kỷ niệm năm xưa, ngã ba đường Nam Sơn Tiểu Lộ, tay nắng cành liễu khấn quyện thái nhang, lời hai thế sơn minh của lương chúc chung thế. Thì cái đó nói là ví dụ nhưng mà tại vì tiếng thì nó hơi cao quá. Nói ví dụ như nói về Thanh Tuấn đi ha. Ca lá giọng lớp vậy đó. Phải anh đã điên gì mười mấy năm nay, anh muốn nói với em mà chưa một lần dám nói, để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả. Khi em đã dậm chân lên bụi xó mồ thiên đường,
xưa chỉ còn lại đóng cho tàn. Anh không biết phải làm gì hơn nữa, nên chỉ cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi, một gió tương kiêu hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ lì vì yêu. Anh nói ra đây với nỗi lòng thầm kín rồi thiên thu, anh cầm đi nín nghẹn lời. Ý là sáng giờ ca nhiều nhưng mà còn vớt vớt thì cũng ơi à. Thế là con lại thích nghe chú hát rồi. Thôi như thế là được rồi ha. Cảm ơn chú nha. Rồi giữ sức khỏe ha. Chúc này sức khỏe cho mình luôn nha. Dạ. Là con xin phép. Là con đi. Ngồi ca thì nghe cả ngày luôn. Đi chung với cháu chàng này sức khỏe mọi điều thuận lợi, gặt hái thành công như đi chùa, những gì mong đợi tài lộc tiền vô điều điều hết, nghe các cậu vui.